Sở hữu nhiều hệ thống máy móc cơ khí chất lượng, công ty cơ khí công nghiệp Sài Gòn SGM ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, chinh phục lòng tin hàng triệu khách hàng. Với máy cán ton 1 tấn, sự chất lượng và giá trị sản phẩm đã nói lên uy tín của thương hiệu. Máy cán ton 1 tấn có biên dạng 9 sóng, trọng lượng 7.5 tấn, chiều dài 10.7 m, còn chiều rộng là 1.7 m, chiều cao 1.5 m. Đây là một trong những máy cán ton có độ chính xác cao, gồm 3 phần. 1. Phần đầu gồm giao cắt theo biên dạng chính sóng. 2. Phần thân gồm hệ thống điều khiển chạy bằng hệ thống PLC, màn hình cảm ứng, khung máy, vách máy, lô cán, cốt cán, còn đếm. Hệ thống van thủy lực, trong đó có mô tô điện, đầu bơm, hệ thống van điều khiển, quạt làm mát, mô tơ dầu. 3. Phần đuôi gồm bàn ke, trục cao su dùng để kéo ton vào máy, giao cắt phẳng, con đếm dùng để đếm số lượng ton vào máy. Đặc biệt, máy cán ton 1 tầng có mô tô dầu 5 sao nằm riêng biệt bên ngoài và không sử dụng cốt trung gian. Thiết kế này giúp máy trở nên gọn gàng, tiết kiệm chi phí và độ chính xác gần như tuyệt đối. Hơn hết, dung tích dầu của máy được giảm xuống đến 1/2. Máy cán ton 1 tầng có biên dạng chính sóng với quy trình vận hành như sau. Khởi động máy bằng bộ điều khiển chạy bằng hệ thống PLC cùng màn hình cảm ứng. Hệ thống van thủy lực hoạt động, mô tô điện sẽ bơm dầu, đưa qua van điều khiển. Từ đây, dầu sẽ đi vào ben dập, chuẩn bị cho hành trình ben dập, dập lên dập xuống tạo độ cong cho ton. Lúc này, ton được đưa vào bàn ke, được trục cao su kéo ton di chuyển vào máy. Tại đây, con đếm sẽ đếm số lượng ton đi vào với chiều dài ngắn hơn thân máy, theo kích thước mà khách hàng yêu cầu. Dao cắt phẳng sẽ cắt ton theo hành trình lên xuống. Khi vào đến thân máy, lô cán sẽ làm nhiệm vụ cán sóng theo yêu cầu. Con đếm sẽ đếm số lượng ton tại đây với chiều dài ton lớn hơn thân máy. Đến đầu máy, ton sẽ được dập theo biên dạng sóng theo yêu cầu của khách hàng. Theo đó, máy cán ton 1 tầng với biên dạng chính sóng dùng để cán ton sóng vuông, lợp nhà dân dụng, lợp nhà xưởng quy mô nhỏ.